Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp màu đen. Thì trong video này em xin cập nhật cho anh chị chính sách giá của Creta thời điểm cuối tháng 11 năm 2023, và chỉ còn hơn một tháng thôi là chương trình giảm thuế trước bạ sẽ kết thúc. Thì thời điểm sau giảm thuế thì giá xe có thể giảm hơn một chút, nhưng mà bù lại thì cái thuế trước bạ của chiếc xe này rơi khoảng 30 đến 35 triệu sẽ không được hỗ trợ nữa. Cho nên cái giá lăn bánh tổng của xe nó sẽ cao hơn so với thời điểm này, đâu đó rơi vào khoảng 20 đến 25 triệu. Thì Creta sẽ có 3 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh đang báo mức giá bán cho phiên bản tiêu chuẩn nó rơi vào khoảng 595 triệu, phiên bản đặc biệt khoảng 642 triệu và phiên bản cao cấp trước mặt anh chị đây em đang bán thì mức giá là 688 triệu. Quà tặng đi kèm cho quý anh chị đó là một bộ phim cách nhiệt New Sun bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da và ví da. Thì cái quá trình số lượng xe và giá có thể thay đổi theo thời điểm, anh chị có thể liên hệ rõ lên cái số hotline thì em có thể giải thích và tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá lăn bánh cũng như là quà tặng. Thì trên phiên bản cao cấp này nó sẽ có những công nghệ nổi bật như là hệ thống Hyundai Smart Sense, nó là tính năng hỗ trợ giữ làn đường, rồi cảnh báo phương tiện, phòng tránh phương tiện và chủ động phanh khi có phương tiện và người đi bộ cắt ngang phía sau, có cảm biến áp suất lốp, rồi có phòng tránh va chạm cho người đi bộ cắt ngang phía trước. Kèm theo trên chiếc gương này sẽ là công nghệ cảnh báo điểm mù ở trên gương, thì giúp cho quý anh chị chuyển làn cũng như là di chuyển trên tham gia giao thông trên các cung đường an toàn hơn. Đặc biệt trên phiên bản cao cấp sẽ tích hợp cái tính năng đó là tính năng làm mát cho hai hàng ghế phía trước. Phanh tay điện tử thì cũng được tích hợp cho cả ba phiên bản. Trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ tích hợp những cái phím bấm như là đàm thoại rảnh tay này, tăng giảm âm lượng, có nút tích hợp ga tự động cruise control thì được trang bị cho phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp hỗ trợ giữ làn đường. Màn hình của phiên bản cao cấp thì được trang bị màn hình đa thông tin, đó là màn hình digital với kích thước nó là 10,25 inch. Màn hình giải trí trung tâm thì cũng với kích thước 10,25 inch, thì được tích hợp các công nghệ như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth, cũng như là tính năng bản đồ, có tích hợp bản đồ định vị do Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, điều hòa tự động. Đó. Những cái màu xe sẵn giao của cả ba phiên bản thì em cũng có sẵn những cái màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ, đấy là ba màu phổ biến. Chương trình trả góp thì hiện tại có hỗ trợ cho quý anh chị là lên đến 80% giá trị xe và thời gian trả góp tối đa là 8 năm với cái lãi suất hiện tại thì rơi vào khoảng 0,72 đến 0,73% trên tháng cho năm đầu. Các tháng tiếp theo thì nó rơi vào khoảng 0,9% trên tháng. Đó. Tiêu hao nhiên liệu của Creta thì cũng cực kỳ là tốt, vì chiếc xe được trang bị động cơ 1.5 lít với hệ dẫn động là hộp số IVT thông minh. Thì ở đây với đường ngoài đô thị là 4,9 lít, đường trong đô thị là 7,3 lít và đường kết hợp là 5,7 lít. Thì Hyundai Creta là một chiếc xe phân khúc hạng B gầm cao và được trang bị những cái tính năng vượt trội so với cả đối thủ như là Kia Seltos này, rồi thì Hyundai HR-V. Và phiên bản đặc biệt thì cũng sẽ có thêm đó là hệ thống túi khí là 6 túi khí và có loa bông, đó giúp cho chiếc xe được vận hành an toàn, người lái và các hành khách trong xe được an toàn hơn. Và tính năng giải trí âm thanh, loa bâu thì sẽ cho âm thanh trung thực và
sống động hơn. Quý anh chị quan tâm đến Hyundai Creta thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em Hùng Sơ ơi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.